quý vị chúng ta còn đang ở khu vực bên ngoài, một lần nữa hãy nhanh chóng di chuyển qua khu vực phía xa cà phê của chúng tôi để được tham gia các em cũng như là chụp hình để chúc mừng của mình một lần nữa trong kính thưởng hoàn toàn miễn phí đến từ sự tham gia của chúng tôi trong ngày hôm nay. Cảm ơn những sự đón nhận của chúng tôi và chưa sẽ được chúc mừng của mình.
thưởng thức ca khúc vừa rồi rất nhiều ạ.